đó là chỉ là cái sự hiểu lầm thôi. Này, các chị hiểu lầm không? Xin lỗi bạn Vinh với bạn Dung. Xin lỗi bạn Vinh với bạn Dung, có biết tên đâu mà cứ Vinh với Dung gọi đấy. Xin lỗi hai bạn. Xin lỗi hai bạn. Đã gây ra cái sự hiểu lầm đáng tiếc này. Đã gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc này, mình không có quen cái bạn nam đó đâu. Không có biết gì bạn nam hết chứ. Do là giống. Do giống anh Vinh quá thôi. Ok cảm ơn. Mình xin lỗi. Cảm ơn hai bạn nha. Rồi vậy nha, chào hai bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và đây là công cuộc xếp máy của mình trước khi bước vào màn con. Ở đây thì hiện tại mình thấy một cái vị trí này khá là hợp lý. Mình sẽ gắn một cái camera mini ở đây, dán này để nhìn ra cái góc ngoài kia. Thì nếu mà mọi người xem cái clip chính, mọi người sẽ biết cái góc nhìn nó sẽ như thế nào. Ở đây thì mình sẽ dán ở đây. Hiện tại thì chưa có camera ở đây, một hồi mình mới xét được. Nói để mọi người hiểu được là mình sẽ dán camera ở đây để nhìn ra ngoài kia. Đây, ngay vị trí này đây. Thì mình sẽ zoom lên là ok, mọi thứ ok hết. Ok camera. Rồi, bây giờ đi qua góc bên kia để mình set up cái góc bên kia của ông nữa nha. Rồi, ok mọi người. Hello mọi người, ở đây là anh cameraman đang trên đường chạy qua bên kia set máy. Để một lát nữa thằng Vĩnh nó tới rồi nó đưa Dương tới nữa. Đó, nhưng mọi người thấy là tít ở bên kia đường là nha, một tí mình sẽ zoom cho mọi người xem. Anh đang tìm đường ảnh qua. Từ từ ông nội. Rồi, bây giờ là mình sẽ tìm vị trí núp. Gọn gọn vô cha, ở đó thấy sao cha. Rồi, bây giờ mình tặng anh cho mọi người thấy nha. Đây, để mọi người thấy được anh camera. Để mọi người nghĩ là mình đứng gần lắm, thật ra nó rất là xa. Cái cam này, không được, cái cam này gần quá. Đây. Đấy, anh ở tú bên kia và anh sẽ núp sát vô đó. Để mọi người thấy được cái cảnh là một hồi là đi vào trong siêu thị. Anh như thế này. Đây. Đấy, siêu thị ở đây. Ok. Rồi, để tôi ra hiệu cho anh camera anh biết, chứ không là anh ở đó luôn á. Ok. Ok. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Rồi, hello mọi người. Đây là bạn Vinh. Nếu mà ai đã xem cái clip gì nhỉ? Clip A. Bạn Vi gọi trai về nhà là đây là có cái bạn này hỗ trợ nữa nè. Thì hôm nay là bạn Vinh cũng rảnh rỗi ra đây hỗ trợ team mình. Bây giờ tụi mình sẽ núp ở đây chờ sẵn nha. Trong thời gian chờ thằng Vĩnh tới, chắc còn khoảng 30 phút nữa nó mới tới lần. Thì khi mà thằng Vĩnh nó tới á, là nó sẽ ra hiệu cho ông. Tại vì nó tôi sẽ kêu ông ra. Nhớ ra là cứ cư xử bình thường, đừng làm nhé, ông cứ ngồi im xe. Rồi chừng nào mà nó ra, ông cứ điện máy đi thôi. Việc còn lại là cứ để cho Dương nó lo. Để coi nó có nhận ra ông hay không, để coi nó có biết ông là người lạ không hay là nó. Tại vì cái tật của nó tâm hơi tâm hấn lắm. Cái tao ngại vui mặt vậy nè. Nha. Đừng, cố gắng đừng có làm lộ cái ba. Chuẩn bị hết chứ. Rồi đồ lẫm đầu bộ đồ y chang nó hay vậy. Đôi dép nữa, đặc biệt đôi dép đó, y chang luôn. Hay á. Bây giờ chắc còn lâu lắm nó mới tới nha. Rồi, bây giờ mình đi vô trong kia đi. Ngồi mình chờ nó. Để ở đây mắc công nó tới nó thấy nữa. Ok, đi. Rồi, hello mọi người. Hiện tại đang núp ở đây chờ tín hiệu của ông Vĩnh. Chưa. Tụi nó còn đang nói chuyện. Bây giờ là phải chờ con Dương nó đi vô trong. Đấy, thì ở ngoài này mới bắt đầu thay đổi người được. Ok. Vĩnh ra, chạy ra. Vĩnh đổi người. Nhanh. Ok, cảm ơn mọi người. Cố gắng là theo dõi hết clip để xem ai mà có xem cái clip chính rồi á thì mới biết là tụi mình công phu như thế nào ha. Ok chưa, nè. Chạy luôn không? Không, tí nữa Dương tới là đi là chạy lên kia thôi. Ok. Ok. Có nghĩa là không có chợ đúng không? Hả? Có chợ vô. Có chợ, ông có chợ đi ra khỏi khung hình là được rồi. Rồi tính tiếp. Đó. Biết nè. A few moments later. Rồi ok Dương, bây giờ này mình em tập trung vô đây để quay cái clip xin lỗi mình. Quay cái gì nữa nhờ? Thì quay cái clip xin lỗi cho em. Được chưa? Quay clip xin lỗi nè. Trời, bây giờ ai biết là em là ai để xin lỗi cho ai nè. Được chưa? Không, em mới đứng thôi, dính cái mặt em vô được. Ok. Xin chào các bạn. Em biết bạn nó tên gì không? Ai mà biết tên gì, tự nhiên bị nắm đầu không mà biết được. Bạn đi xem màu gì? Nhớ. Không nhớ hả? À? Màu gì không nhớ luôn. Gì đâu mà tóc dài không? Nhớ luôn. Không biết tên luôn hả? Không. Đồ không biết tên, không biết xe, không tên gì. Nói chung là một cái bạn nào đó mà. Nhưng mà em biết cái anh mà đi cùng á, đi chiếc xe giống anh. Đi xe giống anh? Ừ. Là mới bị đánh ghen đúng không? Đi chiếc xe đỏ đỏ giống
anh ghen cái đường đánh ghen ở đường nào ai mà biết, tôi đang đi trên đường tóc vô rồi mà lúc đó không biết gì nữa đâu mà em không nhớ cái đoạn nào à, cái đoạn cuối cùng em đi mà em không nhớ. Nói chung là khúc gần Hà Đô đó. À gần Hà Đô chỗ cái nặng 8 đó. Ừ cái hẻm đó đó chứ đâu mà. Ok thì cái bạn mà hồi chiều nay mới mà đánh ghen ở cái đoạn đường mà cái mạng tháng 8 chỗ gần đoạn Hà Đô thì xin chào bạn. Mình đây là bạn của mình thì có một cái sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra là thực ra mình đi xe, mình chở bạn mình vào siêu thị. Đúng không? Mình chở bạn mình vào siêu thị xong rồi sau đó là mình có đi mua một ly cà phê. Mình đi mua một ly cà phê thì không biết là lúc đó mà không biết bạn mình như thế nào. Và mình đã ngồi nhầm lên xe của gì người yêu à? Người yêu chồng. Ngồi nhầm lên xe chồng của bạn. Đó thì không biết là sau đó thì bạn bắt gặp hay là như thế nào đó để bạn đánh ghen ở đoạn đường nào đó thì mình cũng không rõ lắm. Đó đánh ghen rồi không biết có tác động ngoại lực gì không? Có đánh cái gì em không? Hai vợ chồng có nói gì không? Hai vợ chồng kêu về nhà ly dị gì đúng không? Xé giấy ly dị rồi, xé ly dị phốt em mà hồi nãy cái chị đó cũng live stream lên nữa. Không, hình như là quay thôi chứ không có live stream đâu. Sao anh biết? Hả? Định đoán vậy. Rồi ai mà live stream nhanh. Không, lúc đó người ta live stream đánh ghen là toàn là quay lên trực tiếp cho người ta chửi á. À, vậy là phát trực tiếp chứ không có quay đúng không? Giờ đi đâu ra được. Không, bởi vì là quay thì người ta thường cầm điện thoại ngang, còn trực tiếp thì người ta mới để điện thoại dọc. À, mà cũng không biết dọc. Giờ anh bị đánh ghen anh còn coi nó quay cầm trước hay cầm sau cái gì. À. Điên quá rồi, anh mới giỡn em hoài. À không, anh này mới biết để cho bạn biết. À, ok bạn nha. Rồi xin chào bạn. Xin chào bạn Dung, nếu mà bạn còn đánh ghen thì bạn thông cảm giùm cho bạn Dương của mình. Bởi vì là thì sao anh biết tên Dung? Thì mình đoán hiện tại thôi. À? Mình nói vậy thôi chứ ai biết về tên gì. Đó, bạn Dung và bạn Vinh nếu mà có xem thì thông cảm. Chứ bạn anh mình nói vậy người ta tưởng đâu là Dung Vinh nào nữa. Hả? À, thôi cứ nói đại vậy thôi. Nói đại được. Giờ đi xin lỗi đại. Xin lỗi hai bạn nếu mà hai bạn có coi clip này thì bạn nhìn nha, mình nè, đây nè, quần của mình giống nè. Đó, đôi dép của mình cũng giống. Chiếc xe bây giờ. Ờ, cái xe là hình như là xe cái xe đó biển số 73 gì đó đúng không? À mà nhìn biển số nào. Em có biết biển số anh là bao nhiêu đâu. Không, cái biển số đằng kia á. Không có biết. Có nhìn biển xe đâu. Ngồi lên thấy chiếc xe bộ đồ giống rồi chứ. Chụp cái nón lên, đeo kính đen nữa. Ủa đeo kìa, nó đeo kính đen. Khẩu trang màu trắng đúng không? Ừ. Giống gì ta? Hồi đó mới nói là trùng hợp là xui vậy. Xui quá bạn ơi, coi như là bạn bị giống mình quá. Không biết là cái lý do gì đó, chắc có thể là hữu duyên. Hoặc là một sự tình cờ đáng kinh ngạc. Đó thì gây ra một cái sự hiểu lầm tàn. Cho nên là mình đại diện ở đây và bạn mình dành những lời mà gọi là chân thành sâu sắc đến bạn vì đã gây hiểu lầm cho gia đình bạn. Chúc gia đình bạn là sau này sẽ tiếp tục làm những clip hay, những clip troll vui vẻ để kết hợp với mình để ra nhiều clip troll hơn. Cảm ơn bạn nhiều nha. Và có gì thì bữa sau mà mình troll người khác thì có thể là giúp đỡ mình. Thì ấy hả? Không, ý là ấy anh nói không, em hiểu không? Giỡn mà em hả? Là sao? Giờ này không up clip troll nữa. Là sao? Sao không giải quyết cho em, anh không kêu troll cái gì nữa? Chịch mẹ, quên. Má quen giới thiệu đi. Quên xin lỗi. Chúc. Không, anh về anh cắt cái đoạn này. Ok các bạn. Quên có cái bạn. Chà, ok hai bạn. Thì nếu mà hai bạn có xem cái clip này thì hai bạn bỏ qua giùm cho bạn của mình nha. Thì chúc hai bạn là trăm năm hạnh phúc và con đàn cháu đóng. Con đàn cháu đóng. Con đàn cháu đóng. Đó, thường lộ bình an. Đó, ok. Một năm mới nhiều sức khỏe, thành công trong việc, thành công trong cuộc sống. Đó, ok. Khỏe gì á? Có cái lòng thành của đó, hiểu không? Em phải vui lên nè. Và em vậy chào hai bạn đó một cái này. Cái lòng thành đây là lời nói của bạn. Của bạn mình. Đó, đây là sự hiểu lầm mà em nói đi. Hai bạn xin lỗi. Đó là chỉ là cái sự hiểu lầm thôi. Này, cái chị hiểu lầm thôi. Xin lỗi bạn Vinh với bạn Dung. Xin lỗi bạn Vinh với bạn Dung, có biết tên đâu mà cứ Vinh với Dung gọi vậy. Xin lỗi hai bạn. Đã gây ra cái sự hiểu lầm đáng tiếc này. Đã gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc này, mình không có quen cái bạn nam đó đâu. Không có biết gì bạn nam hết chứ. Do là giống. Do giống anh Vinh quá thôi. Ok cảm ơn. Ok. Anh xin lỗi. Ok cảm ơn.
Năm cảm hai bạn nha. Rồi. Rồi vậy nha. Chào hai bạn.